bốn bọc vậy là cuối cùng không lấy tiền quá hả? Ừ, để nó đi má. Trời ơi, thôi chị em là làm gì ngại quá. Ngại quá. Cảm ơn cưng nghe, cảm ơn nhiều nghe bé. Tối rảnh thì em qua bên đó nha. Trúc Ly nè mọi người, Trúc Ly ở Long Xuyên á, bé nó dễ thương lắm. Chào cả nhà nha, lúc này á là mình thấy Như Ý mới vừa đi học về nè cả nhà. Bé Như Ý đang đi ra khu vực của các thi chơi cho mọi người. Như Ý ơi, chào cả nhà đi con. Chào cô chú. Con mới đi học về hả? Hôm nay đi mời nước cho ba. Đâu rồi trời. Thôi có 500 anh đổi giùm đi Thi. Gãy gãy gãy, mẹ đang lu bu nè, mẹ đang lu bu. Okay. Lấy con 5 bịch. Không không được con. Con phải ăn, con phải đứng xuống. Ờ đợi các Thi cá, để các Thi giải quyết. Giờ có hai đứa cháu nó không có biết ăn trứng con người hai bánh tráng không được. Dạ không được có chị. Còn bộ này chị phải nhận chứng giùm em để em có mới có danh. Đâu có gì đâu trời. Chị quá nha. Nó bắt đạn nó săn mình. Ừ, dạ. Nè. Cừ lên đi má. Để người ta không biết tao nói mình tay biến nè. Ừ. Bà nào lại tâm đó mình trên đẹp nè, chị em đẹp đẹp đó. Rồi. Dũng gã dễ sợ luôn á, không có miếng áp à. Miếng nó lâu mấy năm trời đó. Ồ, dễ thương nha. Rồi, ok, vô bánh nè. Rồi, ok nhưng em đến, em cũng biết chị lâu rồi mà tại vì em bận công việc không có đến lên đâu. Dũng gái quá ha. Một bịch đúng không em? Cảm ơn em. Em bây giờ quê giữ con với online. Like cũng đông lắm. Like cũng đông rồi. Chụp với con. Bên con chụp, bên con cô chụp, con có sợ gì? Cảm ơn chị. Chụp qua bánh xin gì chị ca trà đá? Chị tụi em. Ok em. Lấy cho em 4 bọc đi. Ok. Ê, em... rồi mình đi qua quán ngồi đi em. Qua đi ngồi nè. 4 bọc nhiêu chị? 4 bọc 120 bé. Gì hả? Ừ. Rồi em cũng mới chịu. Tôi chừng cách tiền. Thôi nói em đi. Thôi khùng quá. Không á. Không không. Chị bán được con khùng quá. Chị bán được. Thì bây giờ bà lấy đi gặp hơi đi. Chị em mình tối nay bà gặp nha. Thử thế đi. Bà nội em mệt bớt ngoắt lại. Con làm gì? Bốn bọc. Vậy là cuối cùng không lấy tiền quá hả? Ừ, để nó đi má. Trời ơi, thôi chị em là làm gì ngại quá. Ngại quá. Cảm ơn cưng nghe. Cảm ơn nhiều nghe bé. Tối rảnh thì em qua bên đó nha. Trúc Ly nè mọi người. Trúc Ly ở Long Xuyên á. Bé nó dễ thương lắm. À bé cũng hay bán hàng online á. Ủa chị có coi hả? Có. Vì sao mà không ấy đi, mất cái Facebook mất tiêu rồi tức đi. Không, đó bay Facebook cũ chị cũng biết. Dạ. Bây giờ Facebook mới có biết hơn là Facebook nào đâu. Trúc Ly shop nha mọi người. Trúc Ly shop mọi người ghé qua bên ủng hộ giùm cho bé nha. Dạ. Bé bán đồ rất là chất lượng nha mọi người. Nhưng mà các Thi chưa bao giờ mua hết trơn. Tại vì lúc đó bé bán rồi mình cũng không biết bé bán ở đâu. Rồi chuyển lên xa xôi. Với lại mình không có thời gian đó. Tại vì dưới quê lên nó lên thăm bà. Hồi xưa chị em đi với nhau đi xô lẫn nhau.
giờ ơn. Chị em người có công ăn việc làm chứ cũng mừng. Cảm ơn bé nghe. Bản bộ đi, giờ cái size mà hơi khó mặc đồ rồi đó. Yeah. Ốm được rồi nè anh. Đó, ốm được là ngon miệng rồi. Quá chờ chỗ này quá trời đông rồi, đúng không chị? Cảm ơn bé nghe. Dạ, em qua đây uống nước. Ngồi qua bển ngồi uống nước chơi, chút chị ghé qua chơi em. Chị Tiên, dẫn mấy em gái ra bàn ngồi coi chị Tiên. Tiếp đón. Ok, 6.8 em. Ok. Đây, các thi của mọi người đây. Trời ơi, mọi người ơi, chia sẻ đi mọi người. Quên chia sẻ bên kênh bên. Rồi, cảm ơn con. Một người mua được 4-5 phần đó, 5-6 phần luôn. Rồi chị có mua luôn không? 2 phần thì 2 người 4 phần đúng không? Rồi ok, trời ơi đứng sắp mặt. Người mua được 5-10 phần luôn á mọi người. Chưa. Xạo không? Xạo không nè, xạo nè. Anh lại nói dối nữa rồi. Hồi đó tôi mang bầu anh cũng nói dối tôi vậy đó, không đau đâu em. Cuối cùng bây giờ anh làm quậm tôi xong xuôi, tôi mang bầu 2 đứa sinh đôi. Đau thấy mẹ. Mấy phần? 4 phần. Cho cái đây xin 120 ha. Làm cái chống giống luôn á trời. Trời ơi là trời, đây. Cảm ơn nha, đứng lên lên lấy bánh giùm Cát Thi. Con xích lên đi con. 2 phần ok em. Mua được 5-10 phần đó mình ngại gì. Em có 10.000 không? Em mấy phần? Em 2 phần. Cho chị 10.000 đi. Ok em. Em cho chị 10.000 đi chứ. Ok cảm ơn em. Em có 50 cũng cho chị đổi luôn đi. Có như đây à? Tiền lẻ đó. Thấy mẹ không? Vết hồn. Rồi. Xu luôn. Không có tiền lẻ luôn. Em đứng lên lấy đi, chị thêm 40. Rồi. Mấy phần vậy? Bán 2 phần thôi chứ. Ok. Trời, tôi bán tôi cho mấy người còn được mà. Có 10.000 không? Có, người nó có người nó không, tôi tin ai bây giờ. Lại nói dối tôi nữa rồi. Cũng lại là người này. Rồi thôi em lại 40 đúng không? Sẽ cảm ơn em. 3. Ok thôi em. Ok em đứng lên giùm chị ha. Đó cho chị xin, cảm ơn em. Ok rồi, em đứng lên giùm chị ha. Mệt quá à. Chưa thấy anh. Ok. Anh muốn chụp gì? Chụp gì? Chụp hình xét nha. Mai chị. Mai em. Đúng mẹ với con cái gì? Ok. Trời ơi, không có miếng bidê he. Trời ơi, tôi nói bà rồi. Nè. Diễm Thoa. Em này tên là Diễm Thoa. Tại vì em hay thoa son. Em tên là Diễm Thoa. Em sẽ mặc nhìn khán giả cho chị coi. Nè, hai chị em mình hãnh diện lên bidê, hãnh diện lên nè. Đó. Rồi con bấm vậy, ai bấm mẹ. Ai bấm điện thoại đi chụp mẹ. Con tới luôn. Ôi ôi là trời. Ghét cái môi son của bà đó. Ghét cái môi son của bà đó. Trời ơi. Quệ mi. Ở đâu nè? Long An. Ghét cái gì? Hả? Dễ thương bộ, dễ thương bộ. Thấy không? Hai phần ông cho
Con lấy xoài đi con. Dạ, chào chú. Trời ơi, chào chú, chào con. 6 phần rồi, đứng lên lấy 180 nha. Đó là 10 ngàn đây. Qua bên đứng giùm chị ha. 4 phần, ok. Rồi, đứng lên giùm các thầy ha. Ôi, lên luôn hả? Được lên luôn không? Lên luôn, cái gì lên luôn hả? Các thầy. Lên luôn không? Rồi sao chị? Chị lấy luôn hả? Đó, đó, đi chung 4 phần mà để 2 phần viên á chị. À à. Mua 2 phần nha. 3 phần. Ok em. 2, 3 phần ok. Có 10 nghìn không? Trời có tiền lẻ đấy má ơi. Thôi 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 thôi, là 40 luôn đi. Thôi là 40 luôn đi cho các thí sinh tiền lẻ đó. Rồi, ok, đó.